Kính thưa quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị khán giả, lần đầu tiên cho phép Hùng Mạnh, Đức Lê thay mặt tập thể diễn viên đoàn nghệ thuật quần chúng Xã Khánh Yên Trung trân trọng gửi tới quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, xã Khánh Yên Trung là xã vùng 1 của huyện Văn Bàn, cách trung tâm huyện 4 km về phía nam. Mảnh đất được biết đến với hình ảnh vườn cam sum suê trái ngọt hay những chú vịt cổ lung xanh, những quả trứng vịt bầu với làn điệu khắp nôm làm say đắm lòng người. Nhân dân các dân tộc trong xã đã và đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hội nhập và phát triển. Đến với ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Văn Bàn năm 2024, đoàn nghệ thuật quần chúng xã Khánh Yên Trung xin được gửi tới ngày hội chương trình nghệ thuật với chủ đề sắc màu vùng cao gồm các tiết mục: ca khúc Một Vòng Việt Nam sáng tác Đông Thiên Đức, biểu diễn Hùng Mạnh cùng Tóc Múa, độc tấu sáo Xuân Về Trên Bản Mông, biểu diễn Sầm Thắng cùng Tóc Múa, Múa Ngoài Mùa, biên đạo Bích Vượng, biểu diễn tập thể nam nữ diễn viên. Sau đây xin phép chương trình được bắt đầu. Chúng xã Khánh Yên Trung đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc ngày hội thành công rực rỡ. Xin chào và hẹn gặp lại.